màn hình gập có kết nối 5G. Thông tin từ giáo sư Marina cho thấy, công ty có trụ sở tại Cupertino đang xem xét việc cho ra đời một chiếc iPad với màn hình dẻo. Mẫu tablet này sở hữu màn hình có kích cỡ từ 11 đến 15 inch. Điều này cũng có nghĩa ở trạng thái lớn nhất, những chiếc iPad mới của Apple sẽ có kích cỡ tương đương với một chiếc MacBook, trong khi nếu được gập lại, nó sẽ chỉ tương tự như iPad mini, mẫu iPad nhỏ nhất của Apple. Điều đáng ngạc nhiên là các báo cáo cho thấy táo khuyết sẽ sớm cho ra mắt chiếc iPad màn hình gập đầu tiên của hãng. Không chỉ vậy, bộ xử lý A-series cao cấp trên những thiết bị này sẽ được kết hợp với chip 5G. Trước khi tới ngày này, có lẽ Apple sẽ phải cho ra mắt chiếc iPhone 5G đầu tiên của hãng.